Mình có đăng hai cái video về bột sắn dây. Cái thứ nhất đó là pha chín bột sắn dây, cái thứ hai là pha sống bột sắn dây. Thế là các chị và nhắn tin hỏi mình rất là nhiều, đó là nên uống chín hay là sống mới là đúng. Thật ra rằng là không phải là uống chín hay sống mới đúng, mà là tùy vào từng thể trạng của mỗi người thì nên chọn cách pha như thế nào. Nếu bạn pha bột sắn dây với nước ấm hoặc là nước lạnh thì nó sẽ ra cái màu trắng đục như thế này nè. Nếu pha sống thì toàn bộ hàm lượng dinh dưỡng có sẵn trong sắn dây sẽ được giữ nguyên, mang lại những cái hiệu quả tốt nhất. Nhưng mà nó chỉ tốt đối với những người có sức khỏe tốt, cơ thể ấm, đường ruột khỏe mạnh. Còn khi pha chín hoặc là nấu chín bột sắn dây thì dược tính cũng như là hàm lượng dinh dưỡng có sẵn trong sắn dây sẽ giảm đi một phần. Đổi lại, khi pha chín thì an toàn tuyệt đối cho người sử dụng, kể cả trẻ em, phụ nữ mang thai, người có thể trạng yếu, lạnh bụng, huyết áp thấp, cơ thể hàn thì đều có thể uống một ít bột sắn dây chín mỗi ngày. Bột sắn dây chín sẽ dễ tiêu hơn, bột sắn dây sống có tính hàn rất mạnh, hệ thống tiêu hóa của trẻ em, phụ nữ mang thai và người có thể trạng kém sẽ rất yếu ớt. Nếu ăn sống thì có tác động không tốt như là bị lạnh bụng, tiêu chảy, nôn mửa. Khi mà được quấy chín sẽ làm giảm bớt tính hàn, dễ ăn, dễ tiêu hơn mà vẫn giữ được tính chất mát lạnh của sắn dây. Nếu như bạn đang nóng thì uống bột sắn dây sống sẽ rất là tốt, bởi vì nó sẽ giúp bạn thanh nhiệt và cảm thấy dễ chịu. Còn nếu như bạn cảm thấy cơ thể mình đang lạnh, ốm yếu, mệt mỏi và có những cái dấu hiệu của tụt huyết áp thì bạn nên dùng bột sắn dây chín, bởi vì bột sắn dây sống sẽ làm tăng tính lạnh của cơ thể. Mình gọi sắn dây là vị thuốc ký trời ban. Mỗi ngày mình uống một cốc bột sắn dây, bởi vì khi mà mình uống như vậy nó sẽ giúp mình khỏe và có một làn da đẹp.